Anh này tên gì lại quên hết rồi. Anh Quỳnh nói cây này sao? Hồi đó anh nghĩ là trước khi làm si thì nói cây này tỷ lệ chết là khoảng bao nhiêu phần trăm? Tới 70%. Tại vì nó rụng lá, nó rụng lá rồi. Thế cỡ này luôn. Đấy, lá nó rụng hết rồi. Đây cũng là một trong những bác sĩ đẻo này bà con ơi. Đấy. Đây, nó rụng lá mà bắt đầu đẽo gọn. Hồi đó anh quét cái gì đây? Mango Z với lại thuốc sâu. Nhưng mà cứ quét chúng nó xỉ kia nó xỉ gãy lên tới trên đọt luôn. Nó xỉ cái lần đọt luôn. Đấy, nó xỉ vãi trên cái khúc cành chính cùng đó. Ok. Đấy, nó rụng tối lá còn đi. Thấy. Nó rụng lá rồi, nhưng mà khi xịt cái này vào hôm cái ông bạn ông bảo chứ anh cứ để quả xem cây là có chết không. Đổ gốc chứ. Thì đổ gốc. Đổ gốc xong rồi phải phun. Đổ gốc. Ok. Rồi. Đấy, đang xì... Vẫn giữ được trái anh hả? Vẫn giữ trái. Ok thì... bình thường. Cái thằng này là tưởng chết tới 70%. Hơn đâu hả? Em nghĩ chắc phải 80-90% rồi đấy. Anh coi nè, nhưng mà nó dính được có chút xíu thôi. Đấy, đúng rồi. Còn đây thôi. Đừng có đục khoét nữa nha. Không đục khoét rồi, anh pha 25 lít xi, 25 lít oligo, 10 ngày quét, pha 1 lít nước quét. Dạ. Dạ, mình được con á. Bình xịt tay đeo bình điện được. Ok. Xịt tay xịt nhiều mà. Trái cũng to chứ. Cây xi mà trái cũng dữ hả? Giờ cái cành cái chút chéo à. Là bằng không lấy bằng được con, anh cứ để quả thử cây này. Tức là người ta muốn anh làm chục bạch ấy để coi thử cái hiệu quả của cái. Đúng rồi, cái là họ cho là thí để thí nghiệm mình. Đúng rồi. Là thí nghiệm đầu tiên. Cái này là đúng là thuyết phục ha. Cái này thuyết phục. Là thấy... tăng dinh dưỡng lên. Nhưng mà cái này có phải xịt thêm thuốc sâu để thuốc sâu làm gì? Tại vì khi nó ra đọt này thấy nó vẫn ăn cùi. Dạ không à. Cây nó yếu mà. Con khỏe thì nó có ghẻ thôi. Chứ anh xịt bao nhiêu năm rồi? Anh xịt bao nhiêu năm rồi anh có giải quyết được không? Không khỏe anh. Yến từ từ ha. Thở. Để hết các cái chồi này nha. Cho nó thở. Cho cây nó trao đổi chất. Cho đến khi nào cái bộ lá nó ok xong. Thì đương nhiên những cây này anh phải phun. Thì đã có thảo một cỏ si rồi, tất cả mọi thứ anh xuyên phun lên, nó vừa ra cái lá non, nó hé ra một cái là nó phun liền. Những cái lá này là anh phải phun cho nó. Nhưng mà cái cây này là anh có chăm sóc đặc biệt chưa? Anh có... chưa đặc biệt. Tức là vẫn làm theo quy trình của người ta. Quy trình. Sao vậy? Đấy. Nó hấp hối rồi mà tại sao là vẫn không làm cái đặc biệt? Em nhìn là em biết anh không chăm sóc theo quy trình đặc biệt rồi. Đúng rồi, đây là... Nha, phải làm ngay cái quy trình đặc biệt. Phải đưa ngay vào hữu cơ xong rồi phải 300 tới 400, 400, cái này phải 400. Mấy lít đạm tôm pha với mấy chục lít nước đổ vào tán xa ra tán lá đi hoặc là cấp cứu rồi đó là dạng là nặng đặc biệt nhưng mà nói chung là cũng không là không chăm đặc biệt tại vì cũng không biết nó chết hay nó sống đúng không? Đúng rồi, chứ nếu nó sống thì sẵn sàng chăm đặc biệt đúng rồi, đấy là từ nay về sau mà nếu có cái này mà biết nó sống thì sẵn sàng chăm đặc biệt tại vì cái này nữa. Ok ghê chưa, rồi đây nè, ra trái rồi để trái tiếp nè, bởi dân tôi nghèo nên tôi phải thông cảm thôi. Bây giờ làm cho dân giàu lên là tự động nói là mấy cái này là rồi vậy thôi. Đây là cây nặng nặng ha, trong vườn đấy. Rồi bây giờ phải chăm sóc đặc biệt nhé. Nặng ha. Rồi ok, cây này sang năm làm 400 kg trái là bình thường. 400 kg nó phải ra sau năm. Cái này tại đây mua lại của người ta. Cũng nặng là mua ông trắng ông trồng sau tôi 2 năm không.